ông Nguyễn Trường Sơn, người phụ trách vận động khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International vào tối ngày 3 tháng 12, lên tiếng với AFA về thông tin liên quan diễn tiến mới nhất trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải. Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao ra cái thông cáo đó là hủy bỏ cái bản án của Hồ Duy Hải và yêu cầu phải điều tra lại. Thì đây là một cái tin hết sức là tốt lành và toàn thể những cái người làm việc ở ân xá quốc tế, và tôi tin là những cái người đã tham gia hưởng ứng cái lời kêu gọi của chúng tôi khi nhận được cái tin này thì cũng đều rất là vui mừng. Vào hôm 23 tháng 10 vừa qua, một bức thư do Tổng thư ký ân xá quốc tế Na Uy John Peter Ingenes ký tên đính kèm cùng với chữ ký của 25.543 người được gửi đến Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, tham gia kêu gọi hủy án tử hình cho Hồ Duy Hải, đồng thời kêu gọi một quy trình tái xét xử công bằng cho Hồ Duy Hải. Thanh niên Hồ Duy Hải bị bắt giữ và bị tuyên án tử hình dưới tội danh giết người và cướp tài sản trong vụ án hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi ở ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An bị sát hại dã man tại nơi làm việc hồi trung tuần tháng Giêng năm 2008. Suốt hơn 11 năm qua, tử tù Hồ Duy Hải và gia đình kiên trì kêu oan ở các cấp chính quyền và đại biểu Quốc hội. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội từng kêu gọi chính quyền tỉnh Long An điều tra lại vụ án vì cho rằng việc xét xử vụ án đã không diễn ra đúng các trình tự pháp luật và thiếu bằng chứng. Liên quan thông tin mới nhất về Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đưa ra kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị xóa bỏ toàn bộ các bản án trước đó đối với tử tù Hồ Duy Hải để điều tra lại. Ông Nguyễn Trường Sơn, đại diện của ân xá quốc tế, bày tỏ ông có niềm tin vụ án sẽ được tái xét xử một cách công minh. Tôi cho rằng cái vụ án của Hồ Duy Hải đã thì nó đã vượt khỏi cái biên giới Việt Nam rồi. Bây giờ đây là một cái vụ án mang cái tính chất quốc tế, đã bị quốc tế hóa rồi. Cho nên tôi hy vọng rằng các cấp chính quyền Việt Nam thì tái điều tra cũng như là tái xét xử lại cái vụ án này sẽ phải thực hiện một cách nghiêm minh. Ngay sau khi truyền thông quốc nội loan tin về diễn tiến mới nhất của vụ án tử tù Hồ Duy Hải, mẹ của Hồ Duy Hải, bà Nguyễn Thị Loan, chia sẻ với AFA rằng gia đình đã chờ nhận được kết quả này gần 12 năm qua và bà mong mỏi con trai sẽ được nhanh chóng về nhà đón Tết cổ truyền Canh Tý sau hơn một thập niên xa cách. Đài AFA ghi nhận bên cạnh vô vàn những chia sẻ niềm vui của cộng đồng cư dân mạng mừng cho Hồ Duy Hải cùng gia đình của anh, thì không ít người tỏ ra lo ngại không biết số phận của tử tù Hồ Duy Hải sẽ thế nào. Ông Nguyễn Trường Chinh, thân phụ của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, nói với AFA về trường hợp của con trai ông. Tình mà nói là Nguyễn Văn Chưởng cũng đã có một cái kháng nghị của Viện Kiểm sát tối cao là kháng nghị số 09, kháng nghị là hủy án phúc thẩm, điều tra xem xét lại vì trong cái vụ án có tình tiết chưa được làm rõ đấy. Nhưng mà sau này họ lật lại, họ tòa án họ có làm gì đâu, họ vẫn y án sơ thẩm. Ông Nguyễn Trường Chinh nhấn mạnh rằng mỗi vụ án có thể rất khác nhau, và trong suốt thời gian đăng đẳng cùng gia đình tử tù Hồ Duy Hải đi kêu oan, ông cho là phân nửa niềm tin về vụ án Hồ Duy Hải được đặt trọn ở quyết định cuối cùng của Tòa án Nhân dân tối cao. Blogger Nguyễn Lân Thắng trên tài khoản Facebook đăng tải lời kêu gọi cộng đồng tiếp tục mạnh mẽ đấu tranh cho Hồ Duy Hải vì còn rất gian nan. Tối ngày mùng 3 tháng 12, blogger Nguyễn Lân Thắng giải thích với AFA liên quan lời kêu gọi này. Tôi có một cái suy nghĩ là cái vụ án Hồ Duy Hải nó cũng sẽ còn rất nhiều các cái tình tiết phức tạp, bởi vì như tôi được biết rằng là những các cái dấu hiệu nghi vấn mà các luật sư đã vạch ra trong các cái hồ sơ trước đây là thủ phạm của vụ án này có lẽ là liên quan đến những cái người rất là có thế lực về mặt chính trị ở Việt Nam. Chính vì như vậy cho nên là cái việc mà có thể là bây giờ người ta bới lại cái việc Hồ Duy Hải và người ta xóa cái bản oán để điều tra lại là mục đích là đằng sau đó là cái chuyện phe cánh, ở đằng sau đó là những các cái lợi ích nhóm của những cái người rất là có thế lực ở Việt Nam người ta đánh nhau. Luật sư Phạm Công Úc cũng nhắc lại với Đài Á Châu Tự Do về một thông tin rất quan trọng liên quan vụ án tử tù Hồ Duy Hải. Luật sư đồng nghiệp của tôi nói rằng họ có một cái clip chứng minh là người khác là thủ phạm.
Vậy nếu mà cái clip đó có thì nó phải là nằm ở trong một camera an ninh nào đó, nhưng mà đã bị thu giữ. Trong clip đó có thể là không phải là Hồ Duy Hải. À, tôi cũng đã từng la toán lên là clip đó đâu để đưa ra để minh oan cho một cái mạng người. Thì vị luật sư đồng nghiệp của tôi nói là không được, nếu mà đưa ra cứu được một người nhưng mà sẽ chết nhiều người. Và còn một thông tin khác mà luật sư Phạm Công Úc cho rằng rất cần thiết được lưu ý. Cách đây 4 năm, bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, đó là một cái văn bản gửi cho bên các cơ quan chức năng, gửi cho thành viên đoàn giám sát của Quốc hội. Cái văn bản đó là ngày 10 tháng 2 năm 2015. Thì bà Lê Thị Nga kết luận trong cái văn bản này cho là không đủ cơ sở để kết tội đối với Hồ Duy Hải. Do Hồ Duy Hải là có nhiều yếu tố cho rằng là đang bị oan. Sau đó thì cái văn bản này không được nghe nhắc tới nữa. Mặc dù vậy, luật sư Phạm Công Úc nói về diễn tiến mới nhất của vụ án Hồ Duy Hải thì việc kháng nghị tôi cho rằng là có sự bật đèn xanh. Chứ nếu mà không thì kháng nghị của Viện Sát Tối Cao thì Ủy ban Thẩm phán của Tòa án Dân Tối Cao người ta sẽ không chấp nhận kháng nghị. Như vậy nếu mà có sự bật đèn xanh và cho rằng đây là một vụ án ngoan thì Ủy ban Thẩm phán để chấp nhận kháng nghị đó và hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm này. Uy tín của Viện Sát Nhân Tối Cao không phải là đơn giản tức là để mà kháng nghị đưa ra báo chí rồi sau đó bị bác, mà chính vì những cái dấu hiệu đó tôi cho rằng là kháng nghị của Viện Sát là sẽ được chấp nhận. Trả lời câu hỏi của AFA trong trường hợp vụ án được bật đèn xanh để điều tra và xét xử lại, thì cơ hội minh oan cho Hồ Duy Hải sẽ thế nào? Luật sư Phạm Công Úc nêu lên quan điểm cá nhân rằng nếu như được tham gia minh oan cho Hồ Duy Hải, dù trực tiếp hay gián tiếp, thì ông sẽ lật lại các tình tiết quan trọng của vụ án, chẳng hạn như tình tiết về video clip có hình ảnh của hung thủ, luật sư Phạm Công Úc nói. Thì chứng cứ nếu có thì phải xem lại cái bưu điện cầu voi lúc đó có camera an ninh hay không. Rồi tại sao là các dấu vân tay hoàn toàn tại hiện trường là không có dấu vân tay nào của Hồ Duy Hải. Nếu mà sát thủ giết hai mạng người bằng dao, bằng thớt, thì chắc chắn những vết máu tung tóe hoặc là bị cào cấu da thịt máu dấu vân tay của hung thủ sẽ để lại tại hiện trường. Mà hoàn toàn tại hiện trường này được giám định và khám nghiệm hiện trường rất là kỹ lưỡng, mà tại sao không có một cái vết tích nào của người mà bị kết án. Đó là cái quan điểm của tôi. Nếu mà tôi có cơ hội để mà tham gia vấn đề minh oan cho Hồ Duy Hải thì không riêng hai vấn đề đó mà tôi sẽ đưa ra hàng loạt, ít nhất là 20 vấn đề. Thế nhưng luật sư Phạm Công Úc khẳng định rằng việc điều tra lại vụ án Hồ Duy Hải sẽ gặp khó khăn rất nhiều do không thể thu thập được bằng chứng khách quan theo trình tự tố tụng hình sự. Các mẫu vật tại hiện trường để giám định theo thời gian cũng không còn. Luật sư Phạm Công Úc còn đưa ra mấu chốt của vụ án. Theo như thông tin tôi được biết trên báo chí hay các trang mạng thì cái hung thủ thật sự hiện nay đang bỏ trốn mà không có lịch gì cả. Nhân vật đó hiện nay còn sống hay không hay đang ở đâu để mà bảo vệ một uy tín của một cái danh gia dân tộc nào đó. Thì nếu mà quay lại điều tra lại là sẽ chứng minh là Hồ Duy Hải có thể là được minh oan vô tội. Nhưng thân nhân của hai nạn nhân này sẽ đặt câu hỏi ai là thủ phạm, nó sẽ rơi vào cái bế tắc. Với những phân tích về khía cạnh pháp lý của vụ án tử tù Hồ Duy Hải, luật sư Phạm Công Úc nhấn mạnh trước mắt tạm hiểu là khi Ủy ban Thẩm phán của Tòa án Nhân dân Tối cao chấp nhận kháng nghị, thì Hồ Duy Hải không còn bị án tử. Và dù hành trình minh oan cho Hồ Duy Hải gian nan đến mức nào, thì cộng đồng xã hội vẫn đồng hành cùng tử tù Hồ Duy Hải, như lời khẳng định của đại diện ân xá quốc tế, ông Nguyễn Trường Sơn, luật sư Phạm Công Úc, blogger Nguyễn Lân Thắng, v.v., rằng không chỉ đấu tranh cho riêng một Hồ Duy Hải, mà còn vì các tử tù oan tại Việt Nam.